trâu lao vào nhà hàng, hất tung thực khách. Thưa quý vị, một con trâu đã xông vào nhà hàng ở Trung Quốc và hất văng một thực khách bên trong, khiến người đàn ông này phải nhập viện. Theo hãng tin AT, vụ việc xảy ra tại thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô vào hồi cuối tháng 12 năm 2021 và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội gần đây. Hình ảnh từ video cho thấy một con trâu bất ngờ lao vào nhà hàng khi hai người đàn ông đang đứng chờ bên trong. Khi đó, một thực khách đang mở lon nước và người còn lại tập trung xem điện thoại. Con trâu đã phi qua cửa, dùng sừng hất văng một thực khách, người còn lại may mắn thoát nạn. Khoảng 20 giây sau, con trâu lại quay trở lại nhà hàng bằng một cửa khác, tiếp tục hất đổ đồ đạc. Con trâu vẫn gắn dây buộc khiến một số người dùng mạng xã hội nhận định nó có thể đã chạy thoát khỏi một lò mổ. Mời quý vị đăng ký kênh DKN News để cập nhật những tin tức mới nhất.